Rồi, chào anh em, chào anh chị em trên toàn quốc nha. Chào anh chị em đam mê rim thái với super nha. Rồi, hôm nay mình còn 4 chiếc rim thái và 1 chiếc super. Rồi, anh em nào có đam mê cái nào thì xíu mình quay biển số thì muốn báo giá thì mình báo giá nha. Rồi, từng chiếc một. Đó. Rồi, quay chiếc này trước nè. Xe ở đây thì xe hàng trung bình. Trung bình là chiếc nào về cũng dọn hết trơn nè. Chỉnh sửa hết nè. Đèn đuốc đồ nó chỉnh sửa hết, kiếng đồ nó làm hết mới hết nè. Rổ. Đó, mua về là cứ đổ xăng rồi đi thôi. Đó, anh em mà xa coi được chiếc nào thì mình quên biển số thì cứ đọc biển số nha, mình báo giá luôn. Xe được full mới. Máy móc thì chiếc nào cũng êm hết. Người vừa chơi giá vừa chơi. Rồi. Rồi mặt là từng mặt chiếc này. Chiếc thứ hai. Đem mà siêu máy với biển số đây. Chiếc này chiếc này Super 202 này. Này cực đẹp á. Đẹp mà. Chiếc này rất tiếc là cái đầu nó bị rớt rồi nha bạn. Đó, và mình sườn đẹp, xe dàn chân quá đẹp này. Mà để lâu rồi mất hơi, tụt hơi này. Đó, xe này dàn chân nhìn hết thuốc nè. Ở đây là vừa tầm chơi nè. Mà siêu cũng quay cái đuôi đi sau. Đó. Cái đầu nữa. Đầu rớt rồi đấy. Cái này tiếp quá, cái đầu rớt tiếp quá. Quá đẹp rồi. 202 như vậy là quá đẹp rồi. Này giá vừa chơi nè. Rồi thứ ba cũng rim thái. Đó, sẽ được dọn là hết trơn rồi đó. Anh em là cứ đam mê thì cứ alo. Đó, mua về đổ xăng chạy thôi. Đó, đây là tinh sơn luôn. Quá đẹp luôn. Hàng này là hàng phổ thông là vừa chơi các bạn ơi. Bây giờ mình chơi xe zin là không chơi nổi đâu. Đó. Đây em này nữa. Trời ơi đẹp, giọng đẹp quá. Đó. Đồ rim thái không đây. Đó, dầu mới không đây. Trời, yên mèo cào hết rồi. Dạ, yên mèo cào hết rồi. Mèo cào hết trơn rồi. Và cái này đơn giản nè. Rồi. Cái này. Đó. Cạn rồi zin hết nha. Cạn phục rồi zin hết chứ không có lai gì đâu. Cặp tên zin sơn lại nè. Sườn ở đây. Anh em nào có đam mê, có nhu cầu thì cứ lại mình coi trực tiếp tiền nào của đó. Bây giờ mấy bạn mà đòi xe zin thì cái giá toàn 5, 6, 7, 8 triệu mà. Đó, bộ là bộ hàng mới này. Chiếc rồi, chiếc này 2768 này.
Đây này 50 đầu này. Đó, 50 đầu này. Đó, 90 697. Cái thứ hai. Đây bộ của Honda này, bộ 83 này. 43 này, 543 này. Bộ này hàng mới này, Thái này. Đó, xương đồ này kia là xe đẹp. Rồi, đây biển số đẹp đúng không? 1953. Số khá đẹp đây. Số bạn nào thích thì sơn lại cho mới này. Bọc lại này. À, chiếc này số 03 này. 03. Bạn nào thích chiếc nào thì cứ alo nha, tự tiện nhé nha. Đây là Superim, đúng rồi, Superim. Superim này xe cực đẹp luôn á, mà lý do là rớt cái đầu nó mất giá này, cho nên cái không rớt đầu là quá đẹp luôn. Rồi, Superim 202. Quá đẹp luôn. Tiếc cái là cái đầu nó bị rớt đầu. Cái này cũng vừa chơi này. Cái này cũng khá khá này. Hàng hai mấy triệu thôi, vừa chơi thôi. Bên hết. Sườn quá đẹp luôn này. Sỏi này chị. Sườn đẹp. Sườn đẹp. Rồi, 59B1-90454 này, Superim. Những chân quá đẹp luôn. Chân cầm liền, chim đẹp quá. Đó, lúc máy đẹp, lúc lửa quá đẹp luôn. Sườn đẹp luôn. Màu còn tươi. Đó. Rồi, chiếc tim thái kế tiếp. Số B2317. Đó, xe đẹp mà đều vừa đi. Chung cái hàng này là vừa tiền vừa chơi. Tay zin chấm lớn. Rồi. Này 02. Rồi 02. Này đang dọn lò cọ, đang rửa ráy sơn tút lại chưa xong. Đó, cầm đồ chưa có sơn lại. Rồi mèo cào luôn, bọc yên lại thôi. Đó. Đây, số Tân Bình 7182. Đó, anh em là cứ đam mê thì vô một chốt rồi muốn dọn thêm cái gì tùy thích nhá. Nó có nhiêu đây thì. Rồi, cái này mấy. Cái này 02 luôn. Cái này 02 đầu luôn. Rồi, còn mấy chiếc là phổ thông vừa chơi đây, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên lạc, cứ đăng ký kênh, rồi chiếc nào VIP thì mình đưa lên, anh em có nhu cầu cao hơn thì mình có mình đưa lên liền. Đó. Còn nhiêu đây, rồi chúc cả nhà ngày mới mọi ngày vui vẻ, bình an cuộc sống. Cảm ơn những lượt sub của quý vị, bye bye. Thank you.